Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà tô màu bức tranh của người mẹ đang bế em bé này. Hãy cùng bắt tay vào tô của mình nhé. Trước tiên là với mái tóc này. Thì mình sẽ thu màu xanh. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé.
vậy là chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang là bức tranh mẹ và em bé này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây nhé. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tô màu lần sau.